đến với kênh DreamFast, UFO hay ngoài hành tinh vẫn là một đề tài mà các nhà nghiên cứu học chưa thể tìm ra câu trả lời là họ có thực sự tồn tại hay không. Và chính phủ của nước Mỹ vẫn đang che giấu thông tin về UFO hay ngoài hành tinh này. Và trong chương trình hôm nay, DreamFast sẽ hướng bạn về những đoạn phim mà những người dân sống trên trái đất chúng ta vô tình quay được những khoảnh khắc mà vật thể lạ xuất hiện rồi biến mất. Và những vật thể lạ này được xem là đĩa bay hay còn gọi là UFO của người ngoài hành tinh. Vậy họ có sự tồn tại hay không? Bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi. Người ngoài hành tinh hay UFO vật bay không xác định vẫn là một đề tài nóng hổi mà các nhà khoa học vẫn chưa thể kiểm chứng được. Và dĩ nhiên câu hỏi là những điều kỳ lạ như vậy có thực sự tồn tại hay không, hay chúng vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt là với cái xã hội đất chật người đông như hiện nay, thì một giải pháp mà các nhà khoa học thiên văn đang muốn hướng đến là tìm kiếm ra một hành tinh ngoài vũ trụ, nơi mà con người có thể chuyển đến sinh sống trong vài thế kỷ sau. Và sau một loạt những thông tin được đưa ra trên báo chí, thì đây là những gì mà chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến. Một đoạn phim vô tình quay lại ở Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 2006 đã hé lộ một tàu bay UFO trên bầu trời. Theo như nhân chứng cho biết thì họ đã vô tình nhìn thấy vật thể lạ trong khi đang đi dạo ở công viên gần đó. Và khi thấy vật thể kỳ lạ như vậy trên bầu trời, chính chủ đã dùng điện thoại của mình quay phim lại. Được một lúc sau thì vật thể lạ đó bỗng nhiên biến mất vào không trung. Đây là đoạn phim được quay lại ở Nam Phi bởi một du khách người Anh có tên là Peter Barnas, trong khi anh ta đang đi bộ đến ngôi làng của bộ tộc Hessa. Theo những gì anh ta chia sẻ thì trong khoảng thời gian anh ta đang đi bộ trên đường, anh đã vô tình nghe thấy một tiếng động lạ vang ầm ầm trên bầu trời. Khi ngước lên thì nhìn thấy một vật thể lạ đang bay trước mặt. Thoạt nhìn qua, anh thấy nó rất giống với đĩa bay của người ngoài hành tinh UFO mà anh đã từng nhìn thấy trên báo chí. Thế là do tò mò, anh đã dùng điện thoại quay phim lại khoảnh khắc kỳ diệu này. Chiếc đĩa bay cũng ở đó trong giây lát, rồi vụt bay mất vào không trung. Đây được xem là đoạn phim rõ nét nhất về đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh đang bay trên bầu trời nước Anh. Đoạn phim này được một phi cơ người Anh có tên là Jordan, trong khi đang cố đuổi theo một vật thể lạ đang bay song song với chiếc phi cơ của anh. Và điều đáng ngạc nhiên là tốc độ bay của vật thể kỳ lạ này cực kỳ nhanh và ngang với tốc độ của phi cơ mà anh đang lái. Không ngờ ở đó, một vật thể lạ được xem là UFO trông giống như ở nước Anh lại xuất hiện một lần nữa trên bầu trời của Algeria. Được biết, đoạn phim này được quay lại bởi một cậu bé có tên là Maharaj khi cậu ta đang cùng bố viếng thăm một người bạn.
Vậy rốt cuộc UFO hay ngoài hành tinh có thực sự tồn tại hay không? Có lẽ nào họ cũng giống như chúng ta, đang thăm dò những hành tinh mà họ sẽ có thể sống trong tương lai. Liệu họ có xâm chiếm trái đất của chúng ta trong tương lai hay không? Câu trả lời này do bạn quyết định. Hãy lại comment của bạn bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ video nhiều đến người xung quanh. Chúc bạn ngày vui vẻ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.